cường. Này có cây gì đặc sắc không ạ? Cây cây túc của người bán rồi à? Dạ. Bán cây túc rồi à? Túc chưa. À, túc chưa. Về em làm mà không bán đâu. Cây để giao lưu. Đây. Đấy, cây này là bao nhiêu tiền? Cây này là 3,5 triệu. 3,5 triệu. Đấy. Thì lân, đủ chân nhá. 3,5 triệu. Ông đá kia. Đá thì 9 triệu. 9 triệu. À, liền cả ấy nhỉ. Già lắm. Quảng sơn. À. Vừa cầm chơi. Đấy, ông này vẫn... đang chờ người. Nhiều người hỏi đã nhưng mà đang chờ người. Đang chờ người thương thực sự. Nhiều người gọi hỏi đã. Vẫn 12 nhỉ đúng không? Vẫn 12. Đang chờ người thương. Đấy, này. Đi tìm này đâu mà. Già nhanh chứ. Tuyên hôm vừa rồi cuối tuần bác có lên không? Hôm vừa rồi ấy. Hôm cuối tuần rồi, thứ bảy ấy. Bác không. Không biết chưa. Chả biết. Thứ bảy có lên một ngày. Không biết, không biết có đông không? Dạ. Đâu à? Hôm nay bán được con trực cổ. À. Đây, cái này thì bao nhiêu? Cái này 4 triệu. 4 triệu, đấy. Các cụ ngày xưa thích món này lắm. Bó đắp lên này sướng, nhiều vách sướng. 4 triệu. Được cả hai mặt. Thả nước đi chứ. Đồ này thả nước mới đẹp. Em mua được cái máng lợn này. Nó không bán được máng lợn. À, máng lợn nó bằng cái gì? Máng lợn nó bằng đá. Đá đục cục à? Đá đục. Máng lợn ngày xưa ra ở bằng đá này. Đây cục này ngay này. Nuôi, chăn nuôi. Em móc cái da đẹp đó, nó lại có da ở trong này, nó quái. À, đấy là cơ thật của trong. Đấy. Trong này là da đấy nha, chứ không phải đâu. Thật. Đây cái thân thật đó. Cái tay này đấy, cây này giật rồi đấy, cắt giật rồi đấy. Cây này 8 triệu. Đây, cái này ông này. Vương. Vương. Đấy. 8 triệu. Già lắm rồi, hàng da chùi. Da đẹp anh ạ. Không chê được. Ra không chê được. Nuôi không biến nó. Đây ông này mặt. Ông này mặt sau này cũng bết này. Bết. Quay đồng anh em quay đồng. Có khi mặt kia đẹp hơn. Đấy, này đẹp hơn. Alo. Vâng anh. Chuẩn bị lên đến Tô Hiến Thành. Đàn như đàn lưới nhỉ. Đấy, quá hay. Rồi. Này này. Dạ, láo này thì bao nhiêu đấy? Bán này 8 triệu. 8 đồng. Đấy. Dạ, mốc. Thu hết. 8 đồng. Con này về nhà thường anh ạ. Hả? Con này về nguyên về kỹ rồi nhỉ? Nuôi 8 đồng. Đây còn ông này. Cái này 5 triệu. 5 triệu. Đấy. Làm nuôi với cái kia được. Làm không? Xanh 5 nghìn. Đấy, nhìn đây. Đấy, nở hết đi. Nở.
đẹp đấy, đẹp đấy. Đơn đơn này mới về. Đơn mới. Đơn đấy bao nhiêu? Đơn vàng nói chung. Đơn vàng mấy tiền em ạ? Đơn đấy 4 triệu. 4 triệu đơn vàng. Đây nha. Yeah. Ok rồi. Khá nhiều cây đấy, nhiều cây đấy. Bác này nhiều cây to quá nhỉ. Cái nhà mình hả bác? Cái này bao nhiêu bác? 2 à? Tiền hay quê ấy nhỉ? Tiền. Này đó vắt vắt sang tí tốt quá. Này video nào tách nát là gì anh? Bật. Đẩy hết xem là nó xem một lúc là người ta loãng, người ta bỏ qua, xem từ từ. Cây đẹp là cứ giữ. À đấy, cây này bao nhiêu bác? Cây này 8 triệu. 8 à? 8 đồng. Ăn đi nhỉ? Nhiều đồng. Cả xe này luôn. Những to, ví dụ con to này thì bao nhiêu? 30, con kia 28. Đã bàn nhỉ. Con này thì bao nhiêu bác? 12. Chùn đấy nhỉ, nhìn này. Quay nhanh tí, tôi phải đi ra sau ấy xem nào. Sốt ruột, công việc đang mở ra sốt ruột. Rất muốn quay thật lâu quá, thật kỹ, thật chậm. Nhưng mà đây, số ở ngoài này, chưa có bắt phương tiện. Tôi cũng chả đọc được. 0979138611. Đây là số kìa. À rồi rồi. À đây, vừa đọc đây rồi. Sự sự kia là màu đỏ này, cái màu hồng sự. Ok rồi, cái này bạn này đẹp nhỉ. Đấy, con này nuôi hay này. Cây này bao nhiêu bác? 14. Cả bể đẹp. Đá. Riêng cái bể thì bao nhiêu bác? Bể thì à. Đấy, bể này vào trong. Đây, còn cây này thì bao nhiêu? 11. Tết rồi đấy, 30 Tết rồi. Bánh gì nó 30 Tết rồi. Sắp Tết đến nơi rồi, sắp Tết đến nơi.
sang bên này. Em ơi. Sùng. Chào anh Lập nhá. Chào. Mở hàng chưa anh? Mở rồi chứ không được. Sung này quái đấy nhỉ? Sung đấy. Sung của Dũng thôi. Dũng. Thôi, anh em là thích 6 à? Đẹp nhỉ. Anh em là thích thì alo tôi gửi số. Dũng có số. Anh Lập bên này bao nhiêu? Anh bao nhiêu quê của anh đúng không? 1 triệu. Có đọc số không? Anh em biết không? Không à, không cần đúng không? Trả dưới này ra. Soi được 8 triệu. 28 nhìn cái này này gặp cháu toàn xe nó đồ nó chất chơi. Gặp ở đâu nhìn cây này quen. Con này thì kia có con kia này à kia đường này vâng.